nó ra luôn rồi chị.
bẻ sữa. Nấu không? Chị gửi điểm mẹ thế. Đừng có chướng mặt trời. Hãy
Thiệt đó chứ, bé này đi lần hai rồi, lần này đỡ rồi. Chồng chị chắc đứng dậy đi về rồi. Thôi thôi thôi, dừng. Chị ba chục ha, đau à, một cục cuối cùng, cục to nhất tôi để dành đó.